tội với phước, phải xét coi nhiều bận. Nếu lạc vào ngoan không có ngoại đạo là tội, phải xét cho thật nhiều, xét một bận, hai bận, ba bận, 100 bận, 1000 bận, xét cho tột cái lý của cái vấn đề tội. Và phước phải cũng xét nhiều, 1 bận, 100 bận, 1000 bận, xét cho tột cái lý của chứng A-la-hán, như là phước. Thì xét tột lý như vậy đó, ta mới thấy được cái lẽ là đạo đức nó chính là chân thật, tu như vậy mới có thể thành người diệu quả được. Cho nên Đức Thầy dạy đó, đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét cho tột á, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Và hơn nữa đó, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Hãy xét cho tột chỗ chữ khổ, nó là tội, mà xét cho tột chỗ chữ vui, đó là phước. Thì xét cho tột với là xét như vậy đó, tức là chúng ta tu tập thành tựu được quả vị của chính mình, không có gì là lạ. Thì thưa với toàn thể quý vị, pháp tịnh độ là một pháp môn dễ tu. Đức Phật đã phát sẵn cái bản nguyện rồi, và cái câu hồng danh 6 chữ trong cái tư thế nào chúng ta tu cũng được. Nhưng mà tu chúng ta phải căn cứ dựa vào giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta không có nên dựa vào cái chỗ nào mà khi chúng ta không đủ khả năng phát khai trí tuệ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chị Bảy cùng với mấy cháu có mặt kính mến. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo gần xa. Thì hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm Quý Mão. Thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái chương trình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Trong cái pháp môn mà Đức Phật đã truyền thừa từ hơn 2500 năm trước, đó gọi là pháp môn tịnh độ, mà các vị tổ sư thường gọi là Tam Kinh Tịnh Độ, tức là Kinh Quán Vô Lượng Thọ chuyên dạy 16 pháp quán, Kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói về 48 đại nguyện của Pháp Tăng Tỳ Kheo, Kinh A Di Đà chuyên dạy về niệm hồng danh của Đức A Di Đà để cầu sinh cực lạc. Qua cái thời kỳ Đức Phật đã truyền dạy thì các vị tổ sư cũng nối bước theo Đức Phật tiếp tục khai thị cái pháp môn tịnh độ, tùy theo thời cơ nhân duyên mà chỉ dạy cho từng lớp nhân sinh phù hợp với cái chương trình tu. Mục đích của chư Phật, Bồ Tát, tổ sư là muốn cho mình giải thoát sinh tử luân hồi. Mà chánh pháp giải thoát thì nó nhiều môn, tịnh độ là một pháp môn giải thoát rất phù hợp với đa dạng quần chúng. Hơn nữa, một cái pháp môn tịnh độ lại là một pháp môn dễ tu, đối với bất cứ trình độ nào, hạng người thấp cao đều là tu được cả. Thì ở đây, Tổ Triệt Ngộ, Ngài cũng nối truyền theo cái chân của Đức Phật, một cái dấu chân chánh pháp, để cùng nhắc nhở, cùng dìu bước trên đường về cõi Phật. Ngài đã luận bàn về cái phương pháp niệm Phật trong 100 bài kệ, mà chúng ta đã tìm hiểu được 36 bài kệ rồi. Thì hôm nay đó, tức là tới cái bài kệ số 37 trong cái chương trình tịnh độ hôm nay, chúng ta cũng sẽ luận đàm tìm hiểu trong những lời dạy của tổ sư, và chúng ta cũng căn cứ vào kinh tịnh độ và căn cứ vào lời dạy của Đức Thầy, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ, trong sấm giảng giáo lý của Ngài ở vào cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp này, để chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa trên cái bước đường tu hành nhằm nhắm đến với cõi Phật, nhằm cắt đứt sanh tử luân hồi. Và kính thưa toàn thể quý vị, có lẽ chúng ta cũng không thể nói hoài một câu, mà cũng không thể không nói hoài một câu, tức là Đức Thầy viết: ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Ngày nào mà người tu tịnh độ hay là bất cứ pháp môn nào mà nhà đạo tu tập thực chứng được, trong cái cõi ta bà này mình đích thực thấy nó là khổ, mà khổ từ cái bản thân của mình, khổ từ tâm linh của chính mình, chứ không phải nhìn cái khổ của người khác, cũng chẳng phải nhìn cái khổ của hoàn cảnh, mà mình thấy được cái lý của chân lý. Muốn thấy được cái diệu lý của chân lý thì mình phải chính thực xác nhận cái khổ của bản thân mình, cái khổ của tâm linh mình,
trong cái khổ đó mà mình có cái sự giác ngộ tu tập để nhìn thấu suốt được cái khổ và thấu suốt được cái vui, thấy được pháp giải thoát và thấy được cái cõi luân hồi, thì sự tu tập đó nhà đạo dù có đọc là ta bà khổ, ta bà lắm khổ nghìn lần đi chăng nữa thì càng đọc diệu dụng, chân lý nó càng quyền diệu. Còn nếu như mình chưa thực chứng được cái khổ của bản thân mình hay là tâm linh của mình, mà mình nhìn thấy hoàn cảnh để mình than khổ, mình nhìn thấy người khác khổ để mình than khổ, thì dù mình có đọc 1000 lần câu ta bà khổ, ta bà lắm khổ, nó cũng chỉ ở ngoài môi mà thôi. Nó không có lợi ích chi cho đối với cái người tu giải thoát. Vậy thì đạo Phật chỉ cho mình cái khổ, là cái khổ đó là để cho mình cắt đứt cái khổ. Bởi vì chúng sinh có cái bệnh tạo ác nghiệp á, thì có, không có dừng. Mà cái khổ á, thì mình rất sợ, không muốn. Nhưng mà ác nghiệp đã tạo rồi, dù không muốn cái khổ, khổ dẫn đến. Còn đối với cái người tu tịnh độ niệm Phật cầu sinh cực lạc bằng cái pháp giải thoát rồi, thì dù không muốn cầu giảng sanh thành Phật, nó cũng giảng sanh thành Phật. Thế nên đối với mình là người tu, thì cái giác ngộ, cái tinh tấn, sự tu tập của mình á, không ở cái chỗ là cúng lại nhiều thời, không ở chỗ là ngồi niệm Phật cho lâu, không ở cái chỗ là mọi cái việc là nào lành nào mình cũng làm cũng tu. Đành rằng đó là cái phải của chân lý, nhưng nó chỉ là cái trước tướng mà thôi, tức là chấp trước cái tướng, chứ chưa đạt được cái chỗ sự tu tập. Cái tu tập mà muốn được tinh tấn, cái tu tập của người tu mà muốn được thực chứng cái khổ và thực chứng cái niềm an lạc của tự tâm mình, thì cái sự tu của mình đó, ý nghĩa của nó là giác ngộ. Mà đã là giác ngộ đó thì chỗ nào cũng tu được. Mà đã là giác ngộ đó thì pháp nào cũng tu được. Như Đức Thầy viết dạy là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Mình tại vì kệ nệ trước tướng, chấp cúng lại, chấp ăn chay, chấp niệm Phật, chấp làm lành, chấp làm mọi việc lành, mọi việc từ thiện mới là tu. Nhưng đạo Phật cho đó là cái bước đầu của người sơ học. Còn cái bước thứ hai của người mà lên cấp trung học đó, thì phải biết rằng đạo là dạy tu lúc nào cũng tu, và mọi cái hành vi nào, mọi việc làm nào cũng tu, chứ không phải ở cái phương tiện bên ngoài mà đủ. Khi đã biết được mọi việc nào cũng tu ở cái ý nghĩa, thì cái người tu chỗ nào cũng tu, mà chỗ nào cũng là giác. Giác tức là tu, mà tu tức là giác. Vì có giác mới có tu hành đúng pháp, vì có tu mới tiến đến cái quả vị giác ngộ. Nếu giác mà thiếu tu thì cái giác đó trơ trọi khô khan, mà nếu tu là mà thiếu giác thì cái tu đó không thể chứng đắc quả vị, không thể giảng sanh được. Cho nên cái bệnh của người tu nhiều lắm, mà Phật pháp đó cũng đưa ra nhiều. Tạm gọi con số để dễ hiểu đó, tức là chúng sinh có 84.000 phiền não trần lao, thì Phật pháp có 84.000 cái pháp dược, Phật dược để đối trị 80 cái phiền não trần lao của chúng sinh. Mà một trong những pháp đó là pháp niệm Phật, đối trị cái phiền não trần lao hết sức là cụ thể và dễ dàng. Nhưng mà tuy vậy, chứ thật ra cái người tu tịnh độ niệm Phật dễ, nhưng mà hiểu được cái nghĩa về giác ngộ trong cái sự tu tập nó không phải là dễ. Đòi hỏi chính mình phải có trải qua dài giọt nước mắt, phải trải qua nhiều lời nghịch tai, phải trải qua biết bao nhiêu gian lao của thân thể con người của mình, mới thấy được cái diệu lý của đạo. Nếu không như vậy thì Thái tử Siddhartha ngày xưa 5 năm cực nhọc học đạo, hành sát hay làm cái gì? 6 năm ngồi ở trong rừng bỏ ăn bỏ ngủ để làm cái gì? Vì á, muốn thực chứng được nó phải trải qua giai đoạn khó khăn, cũng như muốn giảng sanh cực lạc phải hiểu cái khổ của ta bà, phải vượt qua thân của sanh già bệnh chết, phải vượt qua tâm của mưu cầu bất đắc, ái biệt ly, quan tấn hội và ưu sầu lo ngại. Đó là cái sự tu tập mà khi mình đâu có cái sự giác ngộ rõ ràng, mình mới thấy thấu suốt được nó. Vì lúc đó chúng ta đọc một câu thôi, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, không cần nhiều, cũng đủ cho sự giác ngộ của nhà tu. Phá tung tất cả những cái mê lầm, cái vọng niệm, phá tung tất cả những cái khổ đau ở cõi ta bà, thì nhìn thấy đâu cũng là tịnh độ, nhìn thấy đâu cũng là sự tu tập của chính mình. Quả vị giải thoát nó ở ngay trước mắt của mình. Nên nói bến giác chẳng xa cũng chẳng gần. Thì thưa với toàn thể quý vị, giống như người lái xe, trước khi lái xe rành cũng phải té vài lần để nếm cái mùi trải của thân. Trong sự đó thì lái xe nó mới có rành.
Bất cứ nghề nào cũng vậy, trước khi thành nghề phải gian lao cực nhọc. Có những người học nghề cùng những vị thầy, những vị mà dạy nghề cho mình, có đôi khi phải bị chửi, bị mắng, bị đánh đập mới có thể thành nghề. Các vị thiền sinh học với các vị tổ sư chứng đắc lý thiền, trước khi đến cũng phải bị cú, bị đấm, bị la, bị hét mới tỏ ngộ được tự tánh. Tịnh độ là một pháp môn không giống như thế nhưng cũng gần giống như thế. Đành rằng là Đức Thầy dạy đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nhưng mà kỳ thật ra văn đó vậy đó, chứ mình đi đứng nằm ngồi mình không có niệm, mình quên đó, là khoảng 70% rồi, mình nhớ niệm có 30%. Cho nên cái nghiệp chính nó là cái làm cho mình khổ đau, chính nó đó phá đời tu của mình, chính nó làm cho mình bị tai họa, bị nạn ách, bị đủ thứ chuyện. Từ những cái đó đó giống như nó rèn luyện con người của mình, thúc đẩy con người của mình để trong cái sự giác ngộ mình giác ngộ thêm nữa. Từ chỗ giác ngộ đó rồi mình niệm Phật mới chuyên, mới nhiều, và từ đó nghiệp mới giảm, thì con người mới có thể nhẹ nhàng bước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cũng giống như Ngài Mạnh Tử nói vậy đó, trước khi Thượng Đế sắp giao phó một cái việc nặng nhọc cho bất cứ một cái con người nào thì phải hành hạ xác thân đau khổ đó, phải đói kém lao nhọc, phải hành cái xác thân đủ tai họa để rèn luyện tâm tánh của người đó, đó để mà thử thách người đó, để chứng tỏ người đó có đức nhẫn hay không. Và nếu người đó chịu đựng được mới giao có trách nhiệm lớn lao cho người đó. Trách nhiệm đó là định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Trách nhiệm đó là trách nhiệm chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho những xứng vị xứng ngôi. Và cũng trách nhiệm đó là trách nhiệm truyền thừa giáo pháp của Đức Phật, kế giảng khai lai sứ giả của Như Lai, để giúp đời, để mang đời vào trong hạnh tu của mình, trong tâm khảm của mình, và mình và đời cùng nhau giải thoát. Thưa quý vị, để thấy rõ rằng pháp môn tịnh độ mà chúng ta đã nói nhiều nhưng mà chúng ta niệm thì ít. Trong những bài giảng mà chúng tôi đã nói qua rồi, giống như 36 bài qua rồi, thì mình nói cũng rất nhiều nhưng mà chính bản thân chúng tôi niệm cũng rất ít. Bởi vì mình có nói là chưa có niệm. Khi nào mình có niệm mà chưa có nói đó thì cái đó nó niệm mình mới nhiều, và lúc đó sự tu mình nó mới có cái hiệu quả của nó. Cho nên mình phải hiểu sự tu trong mọi hoàn cảnh trước mắt của mình là bao nhiêu gai trong thử thách, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian lao cực nhọc luôn luôn ở trước mắt của mình. Nhưng mà cái khó khăn, thử thách, gian lao cực nhọc đó trước mắt của mình, cái nữa là bao nhiêu niềm an lạc trong tự tánh, bao nhiêu cái cõi giải thoát an vui, bao nhiêu cái quý báo nhiệm màu, bao nhiêu cái bảy báo ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng đang một bên sờ sờ trước mắt của mình đó thôi. Bên khổ bên vui đang đó, tự mình chọn lấy. Nhưng chắc chắn người tu là chọn lấy niềm an lạc, chọn lấy bảy báo nhiệm màu, chọn lấy cõi giải thoát, đó là điều lẽ đương nhiên. Nhưng muốn chọn lấy như thế thì cần phải có cái sự niệm Phật cho chuyên, và cần phải thấy rõ rằng sự giác ngộ của cõi, sự tu tập của mình á, phải thấy cõi đời nó là khổ, lúc nào nó cũng là khổ, nó không có vui đâu. Hôm nay nở nụ cười cho ngày mai phải là nhỏ giọt lệ, hôm nay thương người đó ngày mai phải ghét người đó, hôm nay làm việc này thích ý thì ngày mai là việc đó sẽ là không vừa ý. Đương nhiên cặp đối nó sẽ đi đến với mình mãi mãi, và chúng ta nhìn nhận và giác ngộ như vậy thì sự tu tập mới có thể ôm bao cái khổ đau vào trong tâm khảm của mình mà chịu đựng mới nổi. Nếu không, khi cảnh nghịch đến mình không chịu nổi. Mà nhất là pháp môn tịnh độ nó đã phá bao nhiêu cảnh nghịch cho mình. Một khi mình đã niệm Phật, một khi mình đã chân chánh giác ngộ tu hành mà mình hướng đến Tam Bảo, hướng đến Đức Thầy, thì lúc nào các bậc trên cũng gia hộ giúp sức cho mình. Cũng như Đức Thầy nói, ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho, hay là hãy ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Chúng ta nên hiểu, tu tỉnh chuyên cần thì chư thần mới hộ, và ráng sức thi hành Đức Thầy mới ủng hộ, chứ không thể lơ khơ được. Nên hiểu đạo là một cái chương trình giác ngộ là như thế, pháp tu tịnh độ cũng vậy. Thì chúng ta ráng nhớ niệm cho thường thì đó chính là công đức bất khả tư nghi, và chúng ta ráng nhớ niệm cho thường thì đó chính là thập phương chư Phật hộ niệm cho mình. Mình sẽ không cái mất cái phần quý báu ở nơi cõi giới giải thoát. Thì bây giờ thì chúng ta đi vào cái bài kệ số 37, cái tên nó là Đích Thực Thị Vô. Bài kệ nguyên văn chữ Hán thế này: Nhất cú di đà đích thực thị vô, dung tha dạng tượng nhập ngã hồng lô. Giải nghĩa là một câu a di đà đích xác chính là không, nếu tiêu muôn dạng tượng tan vào một lò hồng. Cũng như những lần trước, chúng ta chỉ giải nghĩa cái bài giải nghĩa, luận giảng bài giải nghĩa, chứ chúng ta không có luận giảng cái bài Hán văn.
một câu A Di Đà, tức là như trên đã nói 6 chữ hồng danh, nguyên là diệu hữu. Diệu hữu tức là một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó duy diệu vô cùng, mà nó chính là có. Bởi vì có niệm nó mới thể nhập vào cái diệu dụng của nó, nếu không có niệm thì nó không thể nhập vào diệu hữu diệu dụng của nó, nên gọi là diệu hữu. Bài kệ này khai thị một câu A Di Đà chính là chân không. Ngoài diệu hữu ra thì nó còn có cái nghĩa là chân không. Chân không tức là cái chân thật của cái tâm không, mà tâm không đó tức là tâm nó phủ trùm vạn vật, mà không chứa một vật, không chấp một vật, không có một vọng niệm thế trần, chứ không phải tâm không là tâm không ngơ. Với mục đích nêu rõ ý này thì một lát chúng ta sẽ hiểu thêm về qua cái lời dẫn của bài kệ của cái câu niệm Phật qua một câu A Di Đà. Thì 36 bài kệ rồi, câu nào nó cũng có một cái câu A Di Đà, bài nào cũng có một câu A Di Đà, nó có giá trị của nó. Thì phần lớn là chúng ta không có giảng cái một câu A Di Đà, mà chúng ta giảng ba cái câu nghĩa. Bài này chúng ta giảng thêm một cái câu A Di Đà. Qua lời dạy của Đức Thầy, còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Vậy thì nguyên đoạn văn viết rằng còn phương pháp niệm Phật, cái đó gọi là diệu hữu. Mà chính nó đoạn trừ vọng niệm để cõi lòng được an lạc, để chân tâm được sáng suốt, thì chính đó là chân không. Nhưng mà bây giờ vọng niệm còn nên cõi lòng chưa an lạc, và bây giờ đỡ phiền não còn nên chân tâm còn mờ ám, nó chưa có sáng suốt. Nay mượn câu Phật hiệu, tức là câu Nam Mô A Di Đà Phật, chính là có cái gì? Có đoạn trừ cái vọng niệm thế trần để cho cõi lòng an lạc, có đoạn trừ cái phiền não ngăn che để cho chân tâm được sáng suốt, nó không còn mờ ám nữa. Vậy thì có khi nào cõi lòng mà nó hết vọng niệm thì nó chứng an lạc, chính nó là chứng cái chân không. Từ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là cái có mà đi vào cái không. Và khi nào cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà nó đoạn trừ phiền não ngăn che thì chân tâm nó hết sáng suốt, nó hết mờ ám, chính nó là sáng suốt, thì sáng suốt chính nó là chân không. Cõi lòng an lạc tức là thanh tịnh, gọi là vô lượng thọ. Mà chân tâm sáng suốt tức là trí huệ, gọi là vô lượng quang. Mà danh hiệu Di Đà tức nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Quang và thọ cùng hợp nhất thì đó chính là chân không tuyệt đỉnh của câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái nghĩa cái có của diệu hữu, mà cũng là cái nghĩa cái không của chân không. Bởi vì Đức Phật A Di Đà nhìn thấy thấu suốt nhân loại chúng sinh chỉ có hai cái bệnh thôi, cái bệnh gốc, hai cái bệnh gốc. Cho nên dùng danh hiệu Di Đà, nó lấy hai cái nghĩa gốc để phá trừ hai cái bệnh gốc của nó. Theo trong bài Thập Nhị Nhân Duyên đó, thì Đức Thầy dạy chúng ta đó là vô minh để sanh hành. Thì đầu tiên đó là vô minh. Thì đã là vô minh thì trong kinh Di Đà Đức Phật giải vô lượng quang trước. Vô lượng quang là trí huệ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thể nhập vô lượng quang là trí huệ, tức là phá vô minh. Và sau cùng đó là lão tử. Lão tử tức là đoạn mệnh. Đoạn mệnh tức là con người sống không bao lâu rồi chết, mà cõi Phật là cõi không có chết, gọi là trường thọ, nên gọi là vô lượng thọ. Thì tiếp theo đó Đức Phật có giảng cái nghĩa là vô lượng thọ, tức là con người vì vô minh nên tạo cái ác nghiệp để bị sinh tử luân hồi. Còn niệm Phật là đoạn trừ vô minh, là hết tạo ác nghiệp, thì chính đó là sống vô lượng thọ, tức là không còn sinh tử nữa. Vậy thì niệm Phật để phá vô minh tức là thể nhập vào vô lượng quang, niệm Phật để phá vọng niệm tức là thể nhập vào vô lượng thọ. Mà vô lượng quang đó tức là con người không còn vô minh thì không còn cái nhân tạo sinh tử, mà vô lượng thọ tức là con người không còn sinh tử luân hồi nữa, chính là đã giải thoát. Vậy cho nên vô lượng quang, vô lượng thọ, cái thể của nó là một. Đầu mối là vô minh, mà cuối cùng đó là sanh tử. Niệm Phật là phá vô minh, niệm Phật là dứt sanh tử, nên nói vô lượng quang và vô lượng thọ. Cái nghĩa đó đó chúng ta không bàn nhiều, mà chúng ta dẫn tới đó thôi. Bây giờ bàn tới câu thứ hai đích xác chính là không. Thì cái bài kệ số 36 đó nêu cái nghĩa là có. Thì bài kệ số 37 này nói tiếp đó nêu cái nghĩa là không. Thì nhắm vào chỗ không đây để chúng ta bàn. Nhớ lại độ nọ, có một vị sư cô tu thiền đến nói với bút giả, tức là Hòa Thượng Thiện Tâm giải nghĩa đó. Có một cái độ đó, một cái vị sư cô đó tu thiền, nhưng mà hôm nào đó gặp Hòa Thượng Thiện Tâm mới nói thế này: gần đây có một cư sĩ niệm Phật hơn 30 năm, sau khi nghe lý thiền muốn thể nhập vào cảnh giới chân không, cảm thấy mình bị trói buộc chướng ngại. Bởi vì vị sư cô này muốn đưa ra đó, tức là có một cái vị
họ tu tịnh độ, nhưng mà họ khi hiểu được lý thiền, họ muốn nhập vào cái cảnh giới chân không của lý thiền, nhưng mà không hiểu sao đó thì nó bị chướng ngại hoài à, nó không nhập vào lý chân không của lý thiền được. Bây giờ mình mới đọc tiếp. Sở dĩ như thế là vì niệm Phật đã lâu năm, dù muốn xả bỏ tất cả, câu niệm Phật trong tàng thức vẫn cứ hiện ra tiếp tục mãi, không làm sao dứt thoát được. Tức là cái hành giả tu tịnh độ từ lâu 30 năm niệm Phật rồi, nhưng bây giờ đó lại đi lệch cái pháp, đi lạc qua cái lý thiền, cho rằng lý thiền là cao siêu màu nhiệm, giờ muốn đoạn trừ tất cả vọng niệm, đoạn luôn cái câu Phật hiệu để nhập vào cái thể của lý thiền. Nhưng mà bây giờ đoạn không có được, vì 30 năm niệm Phật nó đã quen, nó giữ cái tàng thức câu Phật hiệu ở trong trống nó quen rồi, cho nên đoạn hoài đoạn không được, câu Phật hiệu nó cứ tuôn tràn ra hoài, nghĩa là không cứ dừng ngang được để thể nhập vào lý thiền. Thì cái câu nói của một cái vị sư cô hỏi tới đó, thì Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm, Ngài mới biết cái vị sư cô này đó muốn nêu lên cái vị cư sĩ nọ đó muốn bác cái lối niệm Phật đó, vì niệm Phật nó còn chướng ngại không thể nhập vào cái lý thiền, tức là chân không được, thì ông còn ngại vì cái sắc tướng. Thì qua cái lời luận giải đáp lời với vị sư cô nọ đó, Hòa Thượng Thiền Tâm mới nói thế này: lý tánh chân không vẫn ở ngay các pháp có, tức là chân không là ở ngay các pháp có, chân không còn gọi là không môn, mà các pháp có còn gọi là hữu môn. Hay chân không nói cách khác, chân không đó là pháp không, mà là pháp có tức là hữu môn. Vậy thì pháp không pháp có tức là chân không và hữu môn, hay nói cách khác không môn và hữu môn. Nên Bát Nhã Tâm Kinh đã nói thị chư pháp không tướng, tức là trong kinh Bát Nhã đó nói rằng là tất cả các pháp đều có cái tướng không, không có cái tướng, tất cả các pháp đều không có tướng. Thì dù cho thiền cũng không có tướng thiền, mà dù cho tịnh cũng không có cái tướng tịnh, nên nói thị chư pháp không tướng. Bởi vì người ta kẹt, người ta nói tu thiền là không tướng, mà tu tịnh độ là có tướng, cho nên người ta kẹt, người ta nghĩ rằng đó là niệm Phật nó còn kẹt tướng, vì vậy cho nên không đạt được cái cảnh giới chân không của tâm. Người ta nghĩ rằng tu thiền mới có cảnh giới chân không, chứ không phải là tu niệm Phật mà chứng được cảnh giới chân không. Cho nên nếu người ta muốn bác cái lối tịnh độ, ta không chịu niệm Phật nữa. Nếu vị cư sĩ ấy muốn thể nhập vào chân không, thì cái không đó là ngoan không có ngoại đạo. Bây giờ đang niệm Phật hay là đang tu thiền, thì cái tâm của mình ở đây đó, lúc bây giờ nếu hành giả tu thiền, thì cái tâm này nó cũng vẫn đứng yên. Mà tu tịnh độ thì cái tâm này nó vẫn đứng yên. Mình nói đứng yên tức là cái nghĩa khác của thanh tịnh. Mà người ta chấp rằng đó, cái tâm mà không có vọng niệm đó, khi vọng niệm khởi lên mà đoạn trừ vọng niệm, ngay đó là tâm thanh tịnh. Còn niệm Phật là kẹt câu Phật hiệu nên không có thanh tịnh. Ở đây chúng ta mới hiểu được lời của Đức Thầy dạy đó, nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh. Nhưng người ta không hiểu tới cái chỗ đó. Cái bản lai của mình có và cái bản lai của Phật có, nhưng mà mình không có thanh tịnh, Phật đã thanh tịnh rồi. Thay vì mình niệm cái bản lai của mình không thanh tịnh được, là cái sức tu của mình hay hoặc là cái nghiệp của mình nó nhiều, thì mượn cái bản lai thanh tịnh của Phật bằng cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó, mình niệm để cho cái tâm mình được thanh tịnh, nên nói là cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh. Thì tới đó là và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Thì khi mà đã thanh tịnh rồi, nó cũng là cái không chứ không phải là có. Nhưng người ta nghĩ rằng niệm Phật là có mà thiền mới là không, là cái nghĩ sai của cái người tu thiền, và đồng thời cũng bác bỏ cái pháp tịnh độ. Cho nên đó là chính là ngoan không có ngoại đạo. Còn cái không của chân không là ta dẫn từ cái có đi vào không, mà không chấp, không chấp mọi việc làm, không chấp mọi cái tu, không chấp cái phải cái đúng, cái phải cái sai, cái phải cái quấy cái đúng cái sai, ta không có chấp mọi hình thức nào hết á, thì ngay đó chính là chân không. Vì ta biết tướng là phương tiện, nên ta thấy ta buông liền, tâm ta không có dính, nó gọi là chân không. Còn nó mình kẹt lý thiền, mình chấp lý thiền, mình chấp lý thiền là mình dính rồi, rồi mình phá cái tịnh độ, mình không chịu niệm Phật, mình cũng là dính luôn. Thì hai bên mình dính hết trơn, không cũng dính mà hữu cũng dính, cuối cùng dính hết, thì nó thành là ngoan không của ngoại đạo. Vì ngoại đạo nhìn sai, không có trí tuệ, cho nên lạc vào ngoan không đó, tức là trống rỗng không có gì hết, thì đó là tu còn bị kẹt. Chứ chẳng phải là chân không, đó là cái Hòa Thượng Thiền Tâm giải thích như thế, nó không phải là chân không mà bị kẹt vào cái đó. Lời sau kinh Di Đà chép: tâm nguyên bổn tịch, tắc chư lậu toàn không, tâm thể bổn minh, tắc quần mê an tại, pháp hoa dị, thị chân A La Hán, khởi tín hiểu giết, chân thật thức tri, bỉ trầm không vi tịch,
tác niệm nhi tri giả, danh tự La Hán, hư vọng tri thức giả, thị cố tà kiến giữ chánh kiến nhất thể, chúng diệu giữ chúng quả đồng môn, tức tâm đại bổ nguyên, thứ cơ khả dĩ di sa môn hỷ. Giải nghĩa thế này nè, nguồn tâm vốn vắng lặng. Đã nói tâm thì nó vốn là vắng lặng, thì thiền cũng vắng lặng, mà tịnh cũng vắng lặng, giáo cũng vắng lặng, mật cũng vắng lặng. Tất cả các pháp đều là vắng lặng, bởi tâm nó vốn là vắng lặng. Động là do mình khởi, mình nhiễm, đó nên nó mới động. Chứ tâm chúng sinh xưa nay nó không có động. Cho nên Đức Thầy nói các chúng sinh đều có như ta. Cho nên toàn bộ các lậu đều là không. Lậu là hữu lậu. Cái nghĩa khác của nó là nghiệp, tức là ác nghiệp. Nên á, trong sáu pháp thần thông đó, có cái thông thứ sáu gọi là lậu tận thông, tức là hết sạch nghiệp rồi mới chứng được cái quả vị Phật. Còn ở đây đó, ở đây nó là cho nên toàn bộ các lậu đều là không. Tức là cái lậu, nếu đứng về cái chấp đó thì lậu nó là hữu lậu. Nhưng mà ở đây đó, trong sáu pháp thần thông mình nhắc lại lậu tận thông là cái thông thứ sáu, là nó không còn nữa. Thì ở đây nói đó, cho nên toàn bộ các lậu đều là không, tức là tất cả hoặc nghiệp hết rồi, không có còn nữa, chính nó là không. Thì nó không thì nó vốn vắng lặng thì nó là không, chứ nó đã có, nó đâu có lặng. Tâm thể vốn sáng suốt, khi nó đã đoạn hết các nghiệp rồi thì tâm nó vốn là sáng suốt, chứ nó không có mờ tối. Các thứ mê còn ở chỗ nào? Thì cái tâm vọng đó, tâm hữu lậu đó nó là hết, và cái tâm mê nó cũng là hết. Tâm hữu lậu nó gọi là tâm vọng, tâm mê nó gọi là mê, tức là vọng và mê. Nên nó bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Giờ này đó, vọng hết mê hết thì nó là cái gì? Nó chính là chân không. Kinh Pháp Hoa nói người ấy là La Hán thật sự. Đó, chứng là La Hán thật sự. Cái người biết rằng đó, tâm thể vốn là vắng lặng, và cái người biết các lậu nó vốn là không có thật, nó chính là lậu tận thông, tức là hết nghiệp chứ không phải còn nghiệp. Nghiệp là tại vì mình bám, mình giữ nó cho nên dính, dính vô đó nên mình kẹt, nó có nghiệp. Chứ khi cái người hiểu được cái đường trung đạo rồi, họ không chấp có, không chấp không, thì chính nó bậc A-la-hán thật sự. Luận khởi tính gọi ấy, gọi vị ấy là chân thật tri thức. Ngoài cái vấn đề Kinh Pháp Hoa, mà trong Đại Thừa khởi tính luận, tức là cái bộ luận căn bản nói về Đại Thừa đó, thì đó Đức Phật nói rằng trong đó đó, nó gọi là cái bậc đó là bậc chân thật tri thức. Còn cái người không phải nằm ở trong cái phương pháp tu như thế mà lạc vào cái ngoan khâm của ngoại đạo như hồi nãy thì nó không phải là tri thức. Ở đây văn lại viết tiếp: còn những kẻ đắm chấp nơi không tịch, tức là cái người họ đắm, họ chìm đắm và chấp rằng chữ tịch là vắng lặng, họ chấp rằng trong cái yên lặng, nói cách khác là chân không đó, thì mới chính là không. Đó gọi là đắm chấp. Để mình đọc tiếp: còn những kẻ đắm chấp nơi không tịch, hoặc phải khởi niệm mới biết. Tức là hoặc khi họ khởi lên cái vọng niệm, một đó là họ chấp, cái tâm của họ là tịch tỉnh, không có động. Thứ hai là họ biết khi động, tức là họ khởi lên, họ biết cái niệm họ đoạn trừ, thì đó không phải là người tu chân chánh. Là danh tự La Hán. Cái người thực chứng La Hán mới là La Hán. Còn danh tự La Hán tức là viết hai chữ La Hán thôi, đó danh từ, chứ mình không có chứng gì hết trơn á. Hay là lạc vào cái ngoan không có ngoại đạo thì gọi là tri thức hư vọng. Đó là cái bậc mà giả làm tri thức thôi, chứ không phải là bậc chân thật tri thức. Bậc chân thật tri thức là ta thấy, ta biết đúng biết sai, ta biết tu thế nào đạt, thế nào không đạt, cái nào sai ta sửa, cái nào mà đúng ta tu. Còn cố chấp một bên á, thì cái đó là cái bậc tri thức hư vọng, giả làm tri thức. Giống như là mình cho mình là giỏi, là hay, cái gì mình cũng biết, rồi mình dẫn nhắc người ta thôi, chứ thật ra chính mình đã bị tai hại rồi, thì người khác theo mình, người đó cũng bị tai hại. Do vậy tà kiến và chánh kiến có chung một thể. Nên vậy thì cái người tu khi biết rằng đó, tà kiến và chánh kiến nó chung một thể, hễ biết chuyển tà kiến thì tà kiến nó thành chánh kiến, mà không biết chuyển tà kiến thì chánh kiến nó thành tà kiến. Nhưng mà cái người không biết chuyển đó, họ bao giờ họ cho rằng họ là tà kiến đâu, họ nói họ là chánh kiến không à, cuối cùng họ làm lạc mà họ không biết. Vậy thì chánh kiến, tà kiến nó là một thể. Giống như trong cái một chánh kiến đi, mình nói Đức Thầy viết dạy đó, cho dân biết một đầu chánh kiến ha, trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà, dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận, tội với phước xét coi nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Cái chỗ này đó, cái câu mà tội với phước xét coi nhiều bận, xưa tới giờ tôi mắc hoài, tôi không hiểu, bữa nay bàn tới đây mình mới thấy cái câu này rất là hay. Tội tức là ở đây trong phần bát chánh đạo là nói chân thật A-la-hán, tức là cái bậc tu bát chánh đạo là tiểu thừa A-la-hán, chứng quả A-la-hán đó,
thì cái bậc đó tội không phải như cái phàm phu vậy. Tội tức là lạc vào ngoan không có ngoại đạo. Còn phước là cái bậc chân thật chứng A-la-hán, nên nó tội là phước, nên nó tội giới phước, chứ không phải là tội phước như phàm phu. Xưa nay tôi hiểu là tội phước của phàm phu không à, nhưng mà bữa nay bàn cái này mình mới hiểu hai chữ tội phước ở một cái giới độ khác, ở cấp độ của bậc La-hán chứ không phải ở cấp độ của phàm phu. Hễ cái bậc La-hán mà tu và sai rồi đó thì nó thành là tri thức hư vọng đó, thì nó chính là mê, là tà kiến, thì cái đó là giả danh tri thức thôi. Nó thì càng tu càng có tội. Còn phước là cái bậc chân chánh tu tập đó, đi chứng thật A-la-hán thật sự, đó là bậc thiện tri thức để dẫn dắt người ta ra khỏi sinh tử khổ đau luân hồi, thì đó mới chính là phước. Phước đây tức là phước vô lậu, là phước giải thoát của bậc La-hán. Các điều tốt lành và các tai họa chung một môn đó, thì các điều tốt lành đó là phước, mà các tai họa đó là tội. Nó nói tội với phước xét coi nhiều bận, xét cho nó kỹ, tức là người tu cần phải có chánh kiến xét cho nó kỹ. Nó cùng chung một môn, cùng chung một cái cửa. Lắng lòng đạt đến cội nguồn, ngõ hầu có thể làm bậc sa môn vậy. Lắng lòng tức là lặng cái tâm của mình. Khi lặng tâm mà từ cái phương pháp tu, bất cứ pháp nào cũng vậy, ta đừng bị kẹt trong cái pháp mà chấp. Thì khi lắng lòng như vậy thì cái tâm mình đã đạt tới cội nguồn. Cội nguồn là cái gì? Tức là cái nguồn gốc thanh tịnh của tự tâm, gọi là cội nguồn. Thì bậc đó sẽ làm là bậc sa môn chính thức. Cho nên ở đây đó, mình đọc lại, Đức Thầy dạy mình nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Vậy thì thiền và tịnh cùng nhau đến một chỗ, không và hữu cùng là một cửa. Nhưng mà tại vì mình kẹt, mình phân, mình chia, mình tách đó, thành ra từ cái cố chấp của mình đó mà nó thành hai cửa, thành hai pháp. Rồi hai pháp là hai tâm, mà hai tâm thì có tâm phàm, tâm thánh, có tâm chúng sanh, tâm Phật. Mà chắc chắn mình chấp là tâm chúng sanh, là tâm phàm, không phải là tâm Phật. Bây giờ đó, mình mới tới câu thứ ba. Nếu tiêu muôn dạng tượng, ở đây ta nói kỹ một chút vậy nè. Hồi nãy cái câu thứ hai đó là đích xác chính là không. Bây giờ tới cái câu thứ ba đó là nếu tiêu muôn dạng tượng. Đại ý như thế này nha, rồi mình hãy luận tiếp. Nếu như cái câu thứ ba mà ta hiểu được cái câu thứ hai, nó chính chân thật là cái chân không của chân lý, nó là diệu hữu chính là chân không tính là diệu hữu, thì hiểu như vậy thì cái câu thứ ba nó là muôn dạng sum la, muôn sum la dạng tượng nó đều tiêu hết. Nó đi vào một cái thể của nó, thể gì, tới câu thứ tư chúng ta sẽ biết. Còn ở đây ta kẹt là nó không tiêu, vì mình chấp là nó còn trong này nó không có tiêu, thì không tiêu tức là bị khổ. Bây giờ ở nơi đây đó, trong cái bài giảng này đó, thì đưa ra ba cái thí dụ, nên chúng ta lấy ba cái thí dụ đó để tìm hiểu. Thở xưa khi Đức Thế Tôn chỉ dạy nhiều vị sa môn thực hành pháp môn bất tịnh quán để dứt trừ nhiễm dục, và đã có vô số tỳ kheo tu theo pháp môn này nên chứng quả là hán. Thì bây giờ văn viết thế này nè: bất tịnh vốn là tướng nhớ ác mà Phật còn bảo quán tưởng, huống chi câu hồng danh là tướng của công đức lành. Lại nếu như sắc tướng gây chướng ngại cho việc chứng lý chân không, thì làm sao các vị sa môn kia đắc a la hán? Như vậy thì Đức Phật dạy các tỳ kheo quán pháp bất tịnh. Bất tịnh tức là quán cái thân vô trượt, hay là cái người mà ở nghĩa địa thì quán cái thân sình chướng lên. Từ quán như vậy đó mới thấy được cái vô trượt, mới khổ, rồi mới trở lại với cái nguồn tâm, từ đó cái tâm nó mới an lạc. Vậy thì cái pháp bất tịnh quán là cái pháp vô trượt mà Đức Phật dạy các tỳ kheo đó quán, mà tu còn thành chứng A La Hán. Huống chi cái câu hồng danh nó là cái dạng đức lành, mà mình niệm hồng danh tức là niệm cái dạng đức lành của danh hiệu Di Đà, của đức, của công đức của Đức Phật A Di Đà, thì làm sao mà trở ngại cái tâm thanh tịnh cho được, làm sao không chứng quả cho được? Mà mình, tại mình không hiểu cho nên mình kẹt, vì do đó cho đó mà mình không có chứng quả. Thứ hai, từ trước đến nay năm chi phái về Thiền Tông như Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Dân Môn, Pháp Nhãn đều chung câu thoại đầu làm hạ thủ. Chẳng hạn như các vị thiền giả tham cứ câu dạng pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ, tức là môn pháp về một, một về chỗ nào, đó là ta tu thiền. Mà tu thiền còn phải lấy một câu này để ta làm cái phương châm nặng cho cái tâm người ta yên tĩnh. Thì bây giờ dạng pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ cũng đồng nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật thôi. Vậy thì cái nghĩa này nó cũng là một, cái nghĩa kia nó cũng là một thôi.
Khi biết cái một như thế thì bây giờ cái thiền cũng có một câu mà tịnh cũng có một câu. Vậy thì hai bên đều có một câu thôi, thôi thì giữ tâm thanh tịnh đi, bên nào tu bên ấy đi. Mắc gì phải giữ câu mà giảng pháp quy nhất nhất quy hà xứ mà bỏ cái câu Nam Mô Di Đà Phật. Mà cái câu này là cái câu của nhà thiền quốc các vị thiền giả đưa lên. Còn cái câu danh hiệu Di Đà là công đức của Phật cái Di Đà, mà chắc gì mình hơn cái câu danh hiệu Di Đà đâu mà mình đi chấp cho nó kẹt. Hoặc có vị tham đơn đọc một chữ vô hay là một chữ A thì một chữ cũng giống như đồng nghĩa một câu thôi, thì cái tâm mình cũng giữ một câu thôi, gọi là khẩu đầu thiền, hay là mình tu câu đó là theo cái phương pháp thiền, là phương pháp thiền là cái pháp tướng thì nó cũng có chữ thôi, có chữ cũng kẹt hà. Vậy thì giờ chấp Nam Mô Di Đà Phật cũng là chữ, mà chấp chữ vô cũng chữ, chữ A cũng chữ, cũng kẹt chữ không à, thì cũng là pháp có không chứ đâu. Nhưng mà lặn từ chỗ đó, ta không chấp từ chỗ đó để cái tâm mình từ có đi vào không, đó mới là cái giỏi của người tu. Sự tham cứu như thế đều nương nơi tướng có, nào khác chi trì câu Phật hiệu rõ ràng. Đó là tướng có, thì trì câu Phật hiệu cũng là tướng có. Nhưng mà có đó đi vào không, thì cái tâm mình biết tu đó thì có đi vào không, tức là buồn. Còn mình không biết tu thì mình chấp, tức là có đi vào có, thì nó lạc vào tà đạo. Nếu tham thoại đầu chẳng thể nhập được vào chân không, thì làm sao các vị thiền sư xưa kia xưa nay đắc ngộ đến chứng quả? Và nếu niệm Phật chẳng có công hiệu tương tự, thì làm sao nhiều bậc tôn đức như Nhất Nguyên Thiền Sư, Minh Bản Thiền Sư chỉ trì một câu hồng danh mà được đại ngộ đi sâu vào tám muội? Thì mấy vị thiền sư này ta cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ ta đâu có tu thiền, đã tu thiền nhưng mà ta vẫn niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà ta vẫn đại triệt đại ngộ. Hơn nữa, nếu cho rằng hình tướng của văn tự âm ngôn gây chướng ngại đến lý chân không, thì tại sao các bậc tôn đức khi xưa sau khi đại ngộ rồi trở lại niệm Phật trì chú tụng kinh cho đến phiên diệt tam tạng kinh điển trong số ấy, chẳng hạn như ngài Vĩnh Minh và ngài Thủ Sơn niệm thiền sư trọn đời trì tụng kinh Pháp Hoa, Phổ Âm Tổ sư trì tụng kinh Hoa Nghiêm, Khuê Phong Định thiền sư trì tụng kinh Viên Giác, Kim Hoa Câu Chi thiền sư trì tụng chú chuẩn đề, Minh Giáo Tung thiền sư chuyên niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, cho đến như Phần Châu Vô Nghiệp thiền sư khi đại ngộ ba lần vượt xem đại tạng kinh. Như vậy thì mình thấy các vị đó người ta đã chứng được tâm rồi, mà người ta vẫn là niệm chú, vẫn tụng kinh đó, người ta vẫn duyệt kinh, đâu có trở ngại gì tâm của người ta đâu. Vì tâm là tâm mà pháp là pháp, pháp trợ cho cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đặng mà dịch kinh của Phật, đặng hiểu được cái chiều sâu của pháp để mà dẫn dắt người tu hành, đâu có trở ngại gì đâu. Nhưng mà mình thấy có một chữ, có một câu cái nó trở ngại, chính trở ngại là mình làm trở ngại cho mình, chứ không có pháp nào làm trở ngại cho mình cả. Cho nên Đức Thầy dạy nên nay hãy thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật ắt lìa một niệm chúng sanh. Thì rõ ràng mình có một niệm Phật lìa một niệm chúng sanh thì ngay đó là cái niệm Phật. Mà ngay đến niệm Phật thì đó, một niệm Phật thì mình dịch kinh nào cũng được, tụng kinh nào cũng được, mình nói cái gì cũng được, đâu trở ngại gì đâu, ngay đó là tâm Phật mà. Mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, khi lìa hết niệm chúng sanh rồi thì tâm đó là tâm Phật, mà tâm đó là tâm Pháp. Vậy thì cái tâm này nó là Phật là Pháp. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi đó, thì có cái gì? Có Pháp. Đó, chứ cái gì đâu, khi chứng quả là có pháp, ngài hiểu liễu ngộ được các pháp thì tự nhiên chứng được cái quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác, vì Phật và pháp đó là một mà thôi. Cho nên nói là tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Đó, Phật là cái quả vị tổ cùng, mà pháp là cái chân như tự tánh, nó chánh đẳng chánh giác, nó cùng ở trong cái một thể đó, chứ đâu có khác biệt gì đâu. Thì Nam Mô Di Đà Phật cũng là Phật, mà các pháp cũng là Phật, các pháp cũng là pháp, Nam Mô Di Đà Phật cũng là pháp. Phật pháp nó vốn là một, mà tại mình kẹt phân ra. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Vậy thì mình hiểu rằng nhất tâm bất loạn là trở về cái nguồn gốc rồi. Thì lúc đó tâm mình nó sanh muôn pháp, giống như ngài Huệ Năng nói đấy, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh năng sinh vạn pháp. Chẳng về tánh mình vốn sanh thanh tịnh, nhất tâm bất loạn là thanh tịnh rồi. Thì tới nữa là chẳng về tánh mình nó sanh muôn pháp, nó thanh tịnh rồi nó sanh pháp. Chứ nên pháp đó là pháp chân chánh. Vì tâm thanh tịnh thì pháp chân chánh. Cho nên cái lòng ham muốn và tình dục tự nhiên nó đoạn trừ, nó còn không còn chấp còn kẹt nào nữa cả. Bây giờ tới câu thứ tư đó, tan vào một lò hồng. Đó mình trở lại cái hồi nãy. Nếu tiêu muôn dạng tượng, tức là muôn cái hình tượng mà nó tiêu đó, nó tiêu hết trơn mà nó không có mất nha. Nó hòa tan nhập tất cả, ví như một mình nói rồi, bây giờ thí dụ là ví như một cái ly, mình để cục nước đá vô, mình chế nước lạnh vô, thì cục nước đá mới đầu mình thấy nước lạnh, mới đầu mình thấy hai cái nước và nước đá khác nhau. Nhưng mình để lâu rồi, cục nước đá nó vì nước mà nó tan hết trơn thì nó trở thành cái chất nước của nó. Giờ đây nước đá và nước nó thể là một,
nó không còn nước đá riêng mà nước riêng nữa, thì nó nước đá nó tan, nó tan đâu, nó tan đi đâu mà nó tan trong ly nước đó đó, thì không ai biết nó cái nào là nước đá mà cái nào là nước lạnh. Thì cái lò hồng là cái chân như tự tánh của chính mình, muôn nghiệp chướng, muôn cái hình tượng đó nó tan hết vào một cái lò chân không. Chân không có tự tánh mình, nó tan mà nó không mất ở đâu, tan vào lò chân không, để cái lò chân không tức là cái tâm chân không của mình nó hiển lộ lên. Khi nó hiển lộ lên thì các pháp nó ở trong tự tánh này, thì lúc đó mình chính là Phật, mình chính là pháp, lúc đó mình á, mình chính là tự chủ, mình chính là đi độ đời. Cho nên nó không có kẹt cái pháp tịnh độ hay là cái pháp thiền. Cho nên vị cư sĩ đó muốn thể nhập vào chân không, hãy bỏ sự nhận thức sai lầm ấy. Đừng nghĩ rằng niệm Phật là chướng ngại mà tự thành chướng ngại. Bởi vì cái người ta nghĩ, cái người mà hiểu sai rồi nghĩ niệm Phật là chướng ngại, thì mình nghĩ niệm Phật là chướng ngại thì chính nó là chướng ngại mình, chứ không có chướng ngại cho người khác. Tại vì cái tâm mình đang nghĩ chướng ngại, chứ không phải cái tâm mình nghĩ thanh tịnh. Nếu mình đang niệm Phật mà mình nghĩ cái tâm mình thanh tịnh á, thì nó là thanh tịnh. Đang niệm Phật mình nghĩ cái tâm mình sáng suốt thì nó là sáng suốt. Đang niệm Phật mình nghĩ cái tâm mình là công đức thì nó là công đức. Đang niệm Phật mình nghĩ cái tâm mình là giảng sanh thì nó là giảng sanh. Đang niệm Phật mình nghĩ cái tâm mình nó là tự tại thì nó là tự tại. Đang niệm Phật mình nghĩ cái tâm mình lúc ra đi thì có Phật Di Đà, tức là lúc ra đi có Phật Di Đà. Đó là do cái tâm mình thôi. Ngược lại mình đang niệm Phật mà mình nghĩ cái này đó thanh tịnh nó là chướng ngại ha, cái này đó là công đức nó ít, cái này là nghiệp chướng nó nhiều, cái này là lúc mình ra đi nó bị nghiệp chướng hành hạ sát thân, cái này lúc ra đi không biết Phật rước mình không, thì cái đó mấy năm mà hiện đó tới không đó, thì cái đó là cảnh đó hiện tới mình không đó. Tại vì cái tâm mình nghĩ kìa đó, cái tâm mình nghĩ vậy là đó, nó chướng ngại cho mình rồi. Nếu cái tâm mình nghĩ thông suốt thì nó chính là thông suốt, còn cái tâm mình nghĩ chướng ngại thì nó là chướng ngại, cũng từ một câu hồi hiệu mà ra thôi. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình nghĩ thông suốt thì nó là thông suốt, cái gì nó cũng thông suốt. Mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình chấp nó chướng ngại thì cái gì nó cũng là chướng ngại, thì cũng cùng tu tịnh độ như người ta mà người ta giảng sanh dễ, mình lại bị lăn lộn lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết cũng là do mình mà thôi. Mình cũng niệm Phật, người ta cũng niệm Phật, mà cái lối đi khác nhau là ở chỗ đó, tại vì cái tâm mình làm chướng ngại cho mình, chứ không có một người nào làm chướng ngại cho mình. Nhưng khi cái tâm mình làm chướng ngại cho mình rồi thì cảnh chướng ngại sẽ đến, người chướng ngại sẽ đến, họ sẽ đem cái cảnh chướng ngại đó cho mình. Tại vì cái tâm nè, tâm nó hiện ra cảnh, khi tâm chướng ngại rồi cảnh chướng ngại đến, thì hai cái tâm và cảnh chướng ngại cùng nhau là lúc đi khó khăn, vô cùng khó khăn. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ này mới được. Vì vậy cho nên á, mình chính mình làm chướng ngại cho mình, chứ chẳng có người nào làm chướng ngại cho mình. Cho nên cần phải niệm Phật nhiều hơn nữa, lâu ngày sẽ thấy tự thể câu hồng danh chính là chân không. Hãy niệm nhiều, niệm nhiều, niệm nhiều chừng nào đó là mình tinh tấn tu tập, và mình đặt hết niềm tin đối với Đức Phật, đặt nếp hết niềm tin với tâm mình, đặt hết niềm tin với cái pháp mình đang niệm, tức là câu hồng danh. Thì tự nhiên đó, các chư Phật, chư Bồ Tát đã nói rồi, pháp tịnh độ là thập phương chư Phật hộ niệm, thì các ngài sẽ hộ niệm cho mình, tự nhiên cái tâm mình thể nhập vào chân không. Thì lúc đó có cũng được, không cũng được, không thành vấn đề gì hết, không thành vấn đề gì hết, nó sẽ tự nhiên thôi. Niệm như thế, chẳng những câu hồng danh là không, mà cho đến muôn vật tượng ở thế gian cũng do nhờ niệm Phật được tan biến dung hòa vào lò chân không to rộng bao la trong mười phương pháp giới. Thì cái tâm mình nó là dung thông mười phương. Ở đây ta nói cái lò hồng tức là cái lò chân không, mà cái lò đó cũng là mười phương. Vậy thì tất cả những cái nghiệp khi có đó, mà mình niệm Phật, mình tin tưởng vào cái sự và hồng danh của Đức Phật, và mình tinh tấn mình niệm, tin tưởng vào cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đó, thì bao nhiêu nghiệp chướng nó tan vào cái lò chân không, thì từ cái ác nghiệp nó trở thành cái thanh tịnh đó, từ cái nghịch nó trở thành cái thuận đó, từ cái chướng ngại nó trở thành cái thông suốt, từ cái vô minh nó trở thành cái trí tuệ, từ cái vọng tưởng nó trở thành cái thanh tịnh, thì lúc này là mình thung dung tự tại. Gì nữa, tan vào lò chân tâm của mình đây. Cái tâm của mình á, nếu địa ngục cũng tại tâm làm quấy đó, thì là cái tâm địa ngục, thì bao nhiêu ác nghiệp nó cũng dung chứa trong cái tâm địa ngục này. Mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra đó, đó là cái tâm thiên đàng, thì bao nhiêu cái Phật pháp công đức nó cũng dung chứa trong cái tâm này, chứ đâu xa lạ đâu. Pháp giới sáu đường này cũng là cái tâm này, gọi là từ cõi trời cho đến địa ngục. Mà pháp giới tới bốn tướng bốn đường đó là từ Phật đến mà thinh văn thì cũng là cái tâm này. Vậy thì bốn thánh quả chứng là cũng tâm này, mà sáu đường lục đạo cũng là cái tâm này. Cho nên nói đó, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó, biết dung hòa nó sẽ là đạt hiệu quả cao. Thì thưa với quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kết luận bằng một đoạn văn trong cái bài Tặng Thi Sĩ Diệt Châu. Có lần tôi cũng đã giảng với cái đoạn văn này, và có thể nói là mấy lần giảng, nhưng mà lần này có phần thấy khác hơn, thấy khác mà làm như thấy nó đúng hơn, nó ngộ ra. Bây giờ đó, mình đọc mình hiểu,
tôi không có chứng minh mà để giảng ra cái ý, rồi đọc lại từng câu. Tức là một đoạn văn 8 câu thế nào: tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nở nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô, chừng ấy mới tỉnh vô nhất vật, bụi hồng trần rước sạch cửa không, chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Ở đây mình luận ra cái nghĩa để mình hiểu, có những cái tôi chưa hiểu và bữa nay hiểu, có những cái mình đã là sai, mình hiểu sai nhưng bữa nay mình hiểu thêm. Đại ý 8 câu giảng nêu trên, Đức Thầy không đóng vai Phật quả mà Ngài lại đóng vai Chư Tăng. À, nên nói là tăng sĩ quyết chùa am bế cửa. Phải chi Đức Thầy đóng vai là Phật quả đó, thì lúc bây giờ Đức Thầy đã hoàn toàn là một vị Phật, Ngài chỉ lo đi cứu độ chúng sinh thôi. Ở một chỗ thôi, mình nói ở đất nước Việt Nam thôi, nhưng Đức Thầy có thể dùng quả thân vô lượng, à, gọi là thiên bá ức quả thân, tức là 1000 ức quả thân như vậy đó, đi khắp tất cả chỗ điều độ chúng sinh được hết, đâu cần phải cực nhọc mang cái báo thân đi đâu. Báo thân tức là cái thân xác của Đức Thầy mượn con đứa ông đứa bà, do tu chứng quả được gọi là báo thân. Pháp thân là cái tâm thanh tịnh của Thầy, quả thân là cái thân biến hóa đó. Chẳng hạn như tới Bà Rịa, Đức Thầy nói tới đến đây Thầy tớ quá 10, tức là một mình Đức Thầy đã quá ra 10 bục vị nữa, 10 vị nữa, hay là một mình Đức Thầy quá ra 10 vị tiên, một mình Đức Thầy quá ra 10 vị thánh, một mình Đức Thầy quá ra 10 vị Phật, 10 vị thần, nên nói đến đây Thầy tớ quá 10. Nói 10 là con số đại diện thôi, chứ kỳ thật ra quá vô lượng vô biên, nên nói là thiên bá ức quá thật. Vậy thì Đức Thầy không đóng vai Phật để quá thân, mà Đức Thầy đóng vai một tăng sĩ đó để mà tu hành. Nên nói tăng sĩ quyết chùa âm bế cửa, tức là bởi vì Chư Tăng còn có trách nhiệm truyền bá chánh pháp của Phật, nên lúc ở chùa thì không chỉ lo tụng kinh mà còn phải ra bên ngoài thuyết pháp. Đó là đại ý câu thứ nhất đó, tăng sĩ quyết chùa âm bế cửa. Bởi vì nhiệm vụ của một vị Chư Tăng khi đã đắc quả đó, thì lãnh lấy sứ mạng của Như Lai, gọi là kế giảng khai lai, lo truyền phá, truyền bá chánh pháp cứu độ chúng sinh. Không phải cái nghĩa giống như chúng ta hiểu tầm thường là mình là tăng sĩ mà còn phải vô chùa, còn phải đóng cửa lại đi ra cứu nước giúp đời. Chuyện đó nói bình thường quá, chuyện đó hiểu cạn quá, không đáng hiểu cái nghĩa của chánh pháp. Một vị tăng nó chứng đắc rồi, chẳng hạn như Ngài Ca Diếp lãnh hội cái ý chỉ của Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó tổ Ca Diếp làm gì? Ông có đi ra là lo diệt nước diệt thế gian không? Không phải, mà lo lãnh cái nhiệm vụ là truyền bá chánh pháp của Phật đó. Mỗi vị tổ sư đều có trách nhiệm như thế hết. Đây ta hiểu cái nghĩa Đức Thầy đóng vai Chư Tăng là như thế. Đóng vai Đức Thầy đóng vai Chư Tăng, chứ Thầy là Phật, nhưng mà không đóng vai Phật, đóng vai Chư Tăng. Đó là cái câu thứ nhất, tăng sĩ quốc chiều am bế cửa. Câu thứ hai đó: trong công cuộc thuyết pháp đương nhiên gặp nhiều thử thách khó khăn, nên phận tăng sĩ phải dùng trí tuệ, tức là gươm vàng, mà dẹp trừ những chướng ngại đó. Đó, nên nói tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Mình nghĩ rằng tăng sĩ chùa am bế cửa là phải lên ngựa đang đền nở nước, tức là lo giết giặc đó, để mà giúp non sông đất nước quê hương. Hiểu chuyện đó tầm thường quá, tầm thường quá. Một vị tăng khi đã chứng đạo lo cho chúng sanh không phải như thế. Đọc lại: trong công cuộc thuyết pháp đương nhiên gặp nhiều thử thách khó khăn, nên phận tăng sĩ phải dùng gươm, dùng trí huệ, tức là gươm vàng, mà dẹp trừ những chướng ngại đó. Tức là Đức Thầy cái lúc mà đi truyền bá chánh pháp gặp biết bao nhiêu cái giai đoạn thử thách trong gai khó khăn của chánh quyền pháp, nhưng mà Đức Thầy vẫn tuốt gươm vàng, ai mà biết, để trừ những cái chướng ngại gì? Đó là cái chướng ngại mà khi Đức Thầy đã phá hết những cái khó khăn của chánh quyền pháp, để Đức Thầy bằng mọi giá để truyền bá chánh pháp, tức là giết giáo lý độ đời cho bằng được. Nó nhiệm vụ của Đức Thầy. Nhưng mình nói tuốt gươm vàng giống như cái người thế gian nói vậy tầm thường quá. Ông Phật mình nói vậy tầm thường quá hả? Không phải. Câu thứ ba: nhiệm vụ ơn nhà nửa nước bằng văn chương, bằng chánh pháp phải dung bồi cho xong, khi một vị tăng đã lãnh nhiệm vụ sứ giả Như Lai, tức là đền xong nợ nước thù nhà. Ông Phật đâu có nợ nước gì nữa, thiếu nợ nước gì mà trả? Ông Phật đâu có thù ai mà trả. Ở đây nó nợ nước thù nhà là một cái văn chương nói lên để mà thí dụ cho một trách nhiệm của con người đang trong gặp cái bối cảnh của chánh quyền thực dân. Còn năm 1945 là cái giai đoạn từ khi trên đường về Sài Gòn cùng với thi sĩ Diệt Châu, mà cái giai đoạn chưa được trả tự do. Như vậy thì cái giai đoạn này Đức Thầy còn đang trong kèm kẹp một vài tháng nữa trong năm 1945. Cho nên do đó đó mà Đức Thầy phải nói là còn cái nợ nước thù nhà đối với chánh quyền thực dân, Đức Thầy biết gỡ, quyết gỡ cái đó cho bằng được, mà gỡ bằng chánh pháp,
đó, để được cứu khổ cái ách thống trị ngoại bang đối với người Việt đó, con hồng cháu lạc đó. Nên Đức Thầy không phải thù như cái con người thế gian thù, mà là muốn đem Phật Pháp để hóa giải nghiệp chướng, để cứu độ chúng sinh, và đồng thời đưa thực dân Pháp trở về nước. Đó, đó là nợ nước thù nhà. Và tới câu thứ tư, thiền môn trở góp Phật Đà Nam Mô. Lúc ấy mọi việc xong rồi thì trở lại quê nhà, tức là quả vị và cảnh giới giải thoát, với vai trò niệm Phật bằng lý niệm, tức niệm mà vô niệm. Đây là cái nghĩa ta hiểu thêm thiền môn trở góp Phật Đà Nam Mô. Ở đây nói là khi lo chánh pháp cho chúng sinh xong rồi, Đức Thầy trở về cảnh giới giải thoát, trở về với cái quả vị của Ngài, tức là bể trầm luân khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Đó là Đức Thầy trở về nhiệm vụ của Ngài. Bởi vì độ chúng sinh xong rồi, nhiệm vụ của Đức Thầy xong rồi, thì lúc bây giờ Đức Thầy trở về nơi đó với cái vai trò tu hành. Tu hành ở đây không phải Đức Thầy tu, Thầy là Phật tu gì nữa, mà là lấy cái phương pháp niệm Phật thị hiện cái tu để dạy chúng sanh phương pháp tu. Nhưng Đức Thầy niệm mà vô niệm đó, tức là tuy niệm nhưng mà không có niệm. Bởi vì cái tâm Phật mà niệm cái gì nữa, tâm đó là Phật rồi, niệm cái gì Phật nào nữa. Nên trong sự chứng đắc nó không có thể mình hiểu như cái kiểu hiểu của mình được. Chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, tức là khi đó tâm hoàn toàn được thanh tịnh, chẳng còn một mãi vật nào lo nghĩ về nợ nước thù nhà, hoặc lo nghĩ về truyền bá chánh pháp cứu độ chúng sinh. Thì ở đây tức là cái câu thứ năm, chừng ấy mới tịnh vô nhất vật. Bởi vì khi mà chúng sinh đó đã hết khổ đau rồi đó, thì Đức Thầy không còn lo cái vấn đề cứu độ chúng sinh, mà Đức Thầy cũng không còn lo cái vấn đề mà kêu bằng là đối trị với cái chính quyền thực dân, hay là không còn lo cái vấn đề mà cứu gỡ chúng sinh bị cái thống trị của ngoại bang nữa. Thì cái tâm Đức Thầy không còn lo, tức là không còn vật, gọi là chừng ấy mới tịnh vô nhất vật. Thế cái câu 6, tức là bụi hồng trần rước sạch cửa không. Không những thế mà nhà đạo còn đoạn trừ tất cả ô nhiễm của cõi trần, mà thực chứng lại với cái không môn. Ở đây Đức Thầy đóng cái vai không còn nhiễm trần để dạy chúng sinh đừng nhiễm trần, chứ Đức Thầy là Phật không có nhiễm nữa. Nhưng mà đóng vai không nhiễm thôi, cũng giống như câu trên là tăng sĩ, tức là đóng vai chưa tăng thôi, chứ Đức Thầy là Phật rồi, không phải như cái vị tăng bình thường. Nhưng mà ở đây đó, đóng vai là một người không nhiễm để dạy cho tín đồ đừng nên nhiễm. Nên nói là bụi hồng trần rước sạch cửa không đó, tức là ở cái bụi thế gian này đó trở về với cửa không rồi, không còn nhiễm cái gì nữa cả. Và câu thứ 7, vì lúc ấy đã có tiếng chuông chánh pháp vang khắp cõi Ta Bà, nơi nơi đều có pháp ngôn vang rền trong cõi thế, chúng sanh trong sáu đường chỗ chỗ cùng thấm đượm pháp âm thập phương. Tức là nơi nơi nào cũng có cái tiếng chuông Phật Pháp nó vang rền trong cõi thế, và tất cả chúng sinh chỗ chỗ nào cũng đều nghe được cái tiếng pháp vang rền từ trong mười phương. Tức là cái câu mà chuông linh ngân tiếng đại đồng, và cái câu sau cùng đó là Ta Bà thế giới sắc không một màu, tức là tới đây chúng sanh và chư Phật đều cùng một niềm vui, tức là sắc tức là không, không tức là sắc, sắc và không là một, chỉ có con đường giải thoát sanh tử mà thôi. Như vậy thì mình mới hiểu rằng qua cái bài kể trên, tức là một câu A Di Đà đích xác chính là không, nếu tiêu muôn vạn tượng tan vào một lò hồng, là cái nghĩa mà chúng ta đã tìm hiểu được trong nội dung bài kể, và chúng ta đưa vào giáo lý của Đức Thầy hết sức là phù hợp. Nên đối với người tu tịnh độ nói riêng và tất cả người trên thế gian mà đã quy y Phật Pháp nói chung, chúng ta nên nhớ rằng cái gì mà chúng ta hiểu cho đúng chánh pháp chúng ta mới làm. Nhưng mà khi chúng ta hiểu, dù cái tâm vọng mà nó cũng dẫn cho mình đúng, dù cái tâm mê nó dẫn cho mình đúng nha, chúng ta phải cần bình tĩnh xem xét lại nó mới được. Cho nên đọc hồi nãy là đọc lại đó, là tội với phước phải xét coi nhiều bận. Nếu lạc vào ngoan không có ngoại đạo là tội, phải xét cho thật nhiều, xét một bận, hai bận, ba bận, 100 bận, 1000 bận, xét cho tột cái lý của cái vấn đề tội. Và phước phải cũng xét nhiều, 1 bận, 100 bận, 1000 bận, xét cho tột cái lý của chứng A-la-hán, như là phước. Thì xét tột lý như vậy đó, ta mới thấy được cái lẽ là đạo đức nó chính là chân thật, tu như vậy mới có thể thành người diệu quả được. Cho nên Đức Thầy dạy đó, đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét cho tột á, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Và hơn nữa đó, Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Hãy xét cho tột chỗ chữ khổ nó là tội, mà xét cho tột chỗ chữ vui đó là phước. Thì xét cho tột với lại xét như vậy đó, tức là chúng ta tu tập thành tựu được quả vị của chính mình, không có gì là lạ. Thì thưa với toàn thể quý vị, pháp tịnh độ là một pháp môn dễ tu. Đức Phật đã phát sẵn cái bản nguyện rồi, và cái câu hồng danh 6 chữ trong cái tư thế nào chúng ta tu cũng được. Nhưng mà tu chúng ta phải căn cứ dựa vào giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta
không có nên dựa vào cái chỗ nào mà khi chúng ta không đủ khả năng phát huy trí tuệ của mình. Điển hình như mình dựa vào kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang, thí dụ. Nếu chúng ta dựa vào đó mà mình không đủ cái trí tuệ để phát khai, mà chúng ta dựa mãi mà bỏ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thì coi chừng chúng ta lạc vào ngoan không ngoài đạo. Kể cả tinh thần tu nhân của một cái con người trong thế gian, trong một gia đình, chồng vợ cha con anh em, trong một xóm chòm, trong một tình đồng đạo, nếu chúng ta căn cứ vào kinh mà quên giáo lý Đức Thầy thì coi chừng chúng ta đi lạc đường, coi chừng chúng ta tu chưa đúng chánh pháp. Hãy bình tĩnh mà xem xét, bình tĩnh mà tu tập. À, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó là ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì đi ra ngoài. Đang tu đây vẫn xét, xét hoài, xét cho nó hết tánh xấu mới thôi. Mà khi nào chúng ta A-la-hán mới hết tánh xấu đó. Mà chưa nữa, A-la-hán là hết tánh xấu của A-la-hán thôi, chứ tới Phật đó mới hoàn toàn dứt sạch tánh xấu. Nói cách khác là dứt sạch lậu hoặc đó, tức là chứng lậu tận thông. Nên sự tu tập chúng ta cố gắng niệm Phật đoạn trừ ác nghiệp đủ rồi, niệm Phật phá vô minh đủ rồi, niệm Phật phá chướng ngại đủ rồi, niệm Phật phá tai nạn đủ rồi, niệm Phật thoát nguy nàn được người cứu khổ đủ rồi, thì bao nhiêu đó chúng ta căn cứ vào giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đọc kinh là đọc, hiểu kinh là hiểu, nhưng mà chúng ta phải đưa vào giáo lý. Nếu chưa hiểu được chúng ta để đó, đừng nên hiểu hồ đồ, làm tâm trí mình để bị lệch lạc đi, thì coi như không mà thành có thành không, cuối cùng ta trở thành cái tánh chấp thì tai hại vô cùng trên đường tu. Lúc đó đó Đức Thầy dạy chúng ta hàng ngày thoát nơi khổ hải, liên đài được lên, mà cuối cùng đó liên đài thì không được lên mà khổ hải không được thoát, thì thảm họa lớn cho nhà tu. Cho nên diệu dụng của người tu chúng ta phải cần có cái sự suy nghĩ chu đáo. Thì thưa với toàn thể quý vị, một cái bài văn đứng về phía lập trường của không và có mà chúng tôi trình bày, bởi vì cái lý thiền lý tịnh và có và không bị chúng sanh do bị cái tánh chấp kẹt, cho nên nó đưa vào cái chỗ sai lầm của người tu. Vì vậy nên cái lời văn nói đó thẳng thắn, nhưng mà kỳ thật ra đó là cái tấm lòng muốn tất cả mọi người cùng lên con đường giải thoát. Bởi vì tâm mê của mình đó, nó làm chủ, nói dịu dịu ngọt ngọt nó không có chịu nghe đâu, nó còn bảo thủ thêm, nó còn phá cái chánh pháp thêm nữa để cho nó cái mê đó làm chủ. Còn cái tâm vọng cũng vậy, nó tự hào đó, nó kiêu ngạo, nó thấy mình an định rồi, cho nên nếu không phá đổ dở cái tâm mê tâm vọng đó thì khó lên con đường giải thoát lắm. Bởi cho nên nhắc lại, các thiền sinh ngày xưa sở dĩ đến hỏi các vị tổ sư chứng đạo là bị đánh bị đá là như thế, đó là ta cho mình những cái đắng cay khổ nhọc để mình thức tỉnh lại chính mình là sai chứ chưa có đúng. Một khi thấy cái sai tự nhiên đúng liền, một khi thấy cái tướng có thì tự nhiên thể nhập vào cái tướng không, tức đắc là giảng sanh thành Phật chứ không có gì là lạ. Thì kính chúc quý vị trên đời sống tu hành mình tu tịnh độ, mau thành tựu quả vị của mình, đó là thoát nơi khổ hải, liên đài được lên, và là trí huệ thông minh gia đắc đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.